tuyệt, rất là mát, và trời nắng này thì có một hơi la vi thì thật là tuyệt. Thì cảm thấy nó thật là mềm mại và tinh chỉnh, nó mát. Chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho em biết là chị đang làm gì ở trường đâu không? Mình là Bùi Thị Phượng, mình ở Cát Lâm, Hà Nội. Vâng, chị Phượng này, chị có nhất là vì đúng hả? Và chị có thể chia sẻ một số ý là vì sao cái món nhất là vì không? Rất là ngon, rất là mát, và trời mùa hè nóng được cái này có một chai la vi để mà uống thì rất là tuyệt. Và mình cảm thấy nó thật là mềm mát và thanh dịu, rất là ngon.